Chào mừng các bạn đã quay trở lại với TPS và mình đây. Đố các bạn, vì sao các hãng Android không dám làm giống như Apple? Đấy là họ không dám giữ nguyên cái thiết kế theo từng năm. Thực ra để nói giữ nguyên thiết kế thì cũng hơi quá, nhưng mà vẫn sẽ có những cái sự thay đổi nhất định theo từng năm, như là 12 series lên 13 series, 13 series lên 14 series các thứ. Nhưng nhìn sang những chiếc điện thoại Android đi, các bạn cứ nhìn một loạt vào những sản phẩm của Oppo, Vivo hay là ngay cả như là Samsung, thực ra là cứng đầu luôn ấy, thì họ vẫn phải thay đổi khá nhiều những cái thứ liên quan đến thiết kế để tạo nên sự mới mẻ hơn về sản phẩm. Thế thì vì sao lại có cái sự khác biệt nhau lớn đến mức như vậy mà không một hãng nào dám học tập theo Apple, giữ nguyên thiết kế để đảm bảo cái vòng đời của họ được lâu hơn? Để bắt đầu kỹ hơn, ngay sau intro nhé. Trước khi bắt đầu thì mình phải chia sẻ luôn, đây là cái quan điểm chủ quan của bản thân mình. Mình nghĩ sao thì mình chia sẻ một chút xíu như thế, và nó cũng sẽ liên quan đến những cái vấn đề của sản phẩm này, của rốn sản phẩm này, hay thậm chí đấy nó liên quan đến cả cái trải nghiệm mà người dùng mong muốn nữa. Chứ còn thật ra là tốt xấu như thế nào thì mỗi người sẽ đều có một góc nhìn khác nhau, nên mình cũng sẽ không bàn về yếu tố này nữa. Ok, nhưng cái quan trọng là những chiếc điện thoại Android giá tốt thì các bạn có thể tham khảo ngay và luôn tại 7net thông qua cái đường link phía bên dưới. Những sản phẩm đến từ Xiaomi này, như Xiaomi 12T Pro phiên bản 256GB màu xanh độc quyền tại đây, giá cực kỳ thơm. Hay là iPhone, chúng ta cũng có rất nhiều dòng sản phẩm từ 11, 12, 13, 14 series. Hay là Samsung cũng có rất nhiều sự lựa chọn khác nhau, hàng chính hãng giá tốt, link phía bên dưới nha. Ok, thế thì quay trở lại với vấn đề đầu tiên. Đấy là tại sao những hãng Android luôn luôn phải thay đổi liên tục. Chứ không giống như là cái cách Apple làm những chiếc iPhone. Đấy là họ thay đổi cực kỳ ít. Đây, mặt lưng của iPhone 14 Pro đây, nhìn sang cái mặt lưng với iPhone 13 Pro thì nó cũng không khác biệt gì nhau nhiều. So sánh 12 Pro cũng không khác biệt gì nhau nhiều. Khác biệt một chút xíu là kích thước một cái ống kính camera thì ngày càng trở nên to hơn một chút thôi. Thế còn tổng thể thì nó vẫn tương tự là như vậy. Thì cái cách mà Apple làm ra một sản phẩm như thế, bởi vì họ luôn luôn có một cái suy nghĩ trong đầu, đấy là những cái gì mà đã tốt rồi thì họ không cần phải thay đổi, và họ chỉ làm cho nó càng trở nên tốt hơn mà thôi. Và họ thay đổi một chút xíu bằng cái màu sắc, và đương nhiên nó sẽ có những cái màu đặc trưng nhất định theo từng dòng và từng năm khác nhau. Vậy thôi. Còn quay sang đến với những chiếc điện thoại Android đi, các bạn cứ nhìn vào Samsung, các bạn nhìn vào S20 series này, S21 series này, S22 series nó như thế nào, hay các bạn nhìn vào mấy con Galaxy Z Fold đời đầu này, Z Fold 2, Z Fold 3, Z Fold 4 như thế nào, rồi các bạn nhìn sang Oppo như thế nào, Oppo Find X2 Pro, Find X3 Pro, Find X5 Pro đấy, rồi đến là Vivo nữa cũng thế, rồi Xiaomi cũng như vậy. Nói chung là cái sự thay đổi về thiết kế hàng năm nó diễn ra rất là rõ rệt theo từng dòng sản phẩm, và gần như là những cái sản phẩm đời sau nó có một cái gì đấy, mình phải dùng cái từ đấy, gần như nó không liên quan gì nhiều đến cái thế hệ cũ cả. Nếu không muốn nói là có những cái nó thay đổi quá lớn, nhưng có những cái nó thay đổi ít hơn tí, nhưng mà hầu như là thay đổi rất là nhiều. Thế thì cái vấn đề đầu tiên ở đây đó là gì? Apple không phải cạnh tranh với bất cứ ai cả, đúng rồi đấy các bạn. Apple làm ra iPhone và họ chạy iOS, đúng không? Với iOS thì nó là một cái thứ gì đấy người ta gọi là độc quyền rồi, độc tôn rồi, muốn trải nghiệm iOS thì chỉ có iPhone thôi. Và khi tìm đến iPhone thì hầu như mọi người sẽ ít quan tâm đến Android. Ít thôi nha, không phải là không quan tâm, thật ra vẫn sẽ có những người quan tâm nhưng mà ít. Vậy nên đồng nghĩa nếu như họ đã chọn mua iPhone thì họ sẽ muốn gắn bó với iOS. Và khi muốn gắn bó với iOS thì họ cứ mua những cái phiên bản mới thôi. Và nếu như không thay đổi cái thiết kế ở những cái thế hệ cũ so sánh với những cái mới, thì vô hình chung cái vòng đời của những thiết bị kiểu cũ nó vẫn còn được kéo rất là lâu. Nhiều người hay nói là nhìn nó không bị lỗi thời đi ấy. Đấy, kiểu gì nhỉ? Xe ô tô cũng thế, có khi phải vài 3 năm, 5, 7 năm họ mới thay đổi thiết kế một lần để mà cho những cái phiên bản đời sau sau có những cái nâng cấp hơn về mặt trang bị, về mặt tính năng. Thì iPhone cũng như thế, nâng cấp hơn về camera, nâng cấp hơn về màn hình, nhưng mà không làm cho những cái gọi là người dùng cũ trước đây cảm thấy bị tủi thân hay kiểu như vậy. Nói nôm na cho dễ hiểu là không thay đổi thiết kế thì vô hình chung cái vòng đời của những sản phẩm đó sẽ trở nên lâu hơn và dài hơn. Nhưng với Android thì khác. Ngoài việc là bây giờ cứ cho là Android với Samsung phải cạnh tranh với Apple, iPhone chẳng hạn, thì Samsung còn phải cạnh tranh với cả Xiaomi này, cạnh tranh với cả Oppo này, cạnh tranh với cả Vivo, ABCXZ các kiểu đa điều nữa. Tức là nếu như họ không có một cái thứ gì đấy nổi bật đó, thì họ sẽ bị tụt lại phía đằng sau. Nếu họ không có những cái thứ bá đạo hơn về mặt tính năng, về mặt thiết kế để mà hấp dẫn cái người dùng, thì những cái sản phẩm của họ cũng sẽ bị lãng quên đi. Và một cái vấn đề nho nhỏ ở đây đấy là gì? Đấy là một năm chúng ta có quá nhiều những thiết bị Android, đúng. Samsung một năm ra bao nhiêu cái, Vivo một năm ra bao nhiêu cái, Oppo, Xiaomi một năm ra bao nhiêu cái,
Đó. Thế nên cái sự yêu cầu về mặt thay đổi ấy, nó rất là lớn. Một bên là một năm chỉ ra có 2-3 sản phẩm, 3-4 sản phẩm, so với một bên một năm ra mấy chục sản phẩm, thì rõ ràng là phải có sự thay đổi để khiến cho người dùng cảm thấy cái sản phẩm mà mình sắp tới muốn mua nó phải có một thứ gì để ấn tượng và nó khác biệt so sánh với những sản phẩm còn lại. Một cái điều nữa đó là việc Apple thì chủ động hoàn toàn những cái thứ liên quan đến dây chuyền sản xuất của họ. Và khi mà họ làm ra những cái thiết bị và cái thiết kế nó không thay đổi nhau quá nhiều ạ, thì vô hình chung một vài những dòng sản phẩm còn tận dụng lại được những cái người ta gọi cái phụ kiện của nhau. Ví dụ như là cường lực như thế nào này, ví dụ như ốp lưng các thứ như thế nào này, hay ví dụ như một vài những cái phụ kiện dành cho iPad, thì các bạn cũng hiểu là Apple gọi là làm ra một cái form factor, sau đó đã áp dụng trên rất nhiều dòng sản phẩm khác nhau, sau đó là làm ra một cái người ta gọi là cái món phụ kiện và dùng cho rất nhiều sản phẩm khác nhau được như vậy. Trong khi đó với những cái hãng Android thì khác, cái hệ sinh thái của họ ít hơn, nó có ít cái phụ kiện để mà họ có thể làm ra cho nhiều sản phẩm khác nhau được hơn. Điều này đồng nghĩa là khi mà họ không có một cái hệ sinh thái hay không có một cái form chuẩn chung gì đấy á, thì họ sẽ phải tìm ra một cái cách để mà tạo ra cái điểm nhấn đối với người dùng. Và điểm nhấn dễ dàng thấy nhất thì các bạn cũng hiểu nó luôn luôn đến từ cái thiết kế rồi. Đó, phải có một cái thứ gì đấy mới để khiến cho người dùng cảm thấy muốn nâng cấp hay để khiến cho người dùng cảm thấy muốn mua cái thiết bị đó. Và cái cuối cùng nữa, mình nghĩ nó đến từ cái yêu cầu của chính khách hàng như chúng ta. Thật sự thì mình chưa từng thấy một, có thể nói là một khách hàng nào dễ tính như là iPhone đấy các bạn. Thậm chí rất nhiều iPhone mua iPhone khi mà không biết đấy là cái gì, thậm chí cũng không biết bên trong nó như thế nào, và thậm chí cũng không cần biết là nó có những cái tính năng gì. Chỉ biết đấy là iPhone mới nhất, thế là mua. iPhone xịn nhất, đấy là mua. Và thậm chí mua phải mua cái bản hẳn dung lượng cao nhất, là cái màu hiếm nhất, đắt nhất kìa. Đấy, mình thấy rất rất nhiều iPhone như vậy, kinh thật. Trong cái đó, yêu cầu của những anh em mà mua điện thoại Android thì mình nói thật với các bạn, kinh lắm. Tại vì mấy anh em mà đã xác định chơi điện thoại Android á, thì thường là sẽ gọi là tìm hiểu một cách kỹ càng hơn. Tại vì chúng ta có quá nhiều lựa chọn mà. iPhone thì chỉ có một vài lựa chọn như thế thì cứ thế mà mua thôi. Còn Android có quá nhiều lựa chọn. Thế nên khi họ quyết định mua thì họ cũng phải tìm hiểu một cách rất là kỹ. Tìm hiểu máy này như thế nào, máy kia như thế nào, hơn thua nhau cái gì, ABCXYZ, thiết kế, camera các kiểu. Và khi mà muốn bán cho một cái đối tượng khách hàng mà họ có quá nhiều những cái yêu cầu cao như thế, thì vô hình chung những cái sản phẩm của họ cũng sẽ phải có những thứ nó thay đổi chi tiết như thế nào, thay đổi về mặt thiết kế nó khác so với đời cũ như nào để khiến cho cái sản phẩm đấy nó nổi bật hơn, thay đổi về những cái tính năng phía bên trong như nào, bổ sung thêm tính năng ABCXYZ như nào, rồi hoàn thiện sản phẩm các thứ hậu mãi về sau các kiểu, nói chung là cực kỳ nhiều. Để nói cho một cách dễ hiểu thì ngay từ cái đối tượng khách hàng là những anh em mua điện thoại Android thì họ đã yêu cầu cao hơn hẳn so sánh với iPhone rồi. Nên rõ ràng là cái sự thay đổi là thứ bắt buộc phải có trên những thiết bị Android. Nếu không thay đổi thì mình tin chắc chắn là những sản phẩm đó sẽ bị bỏ lại phía sau, bởi vì khách hàng khó tính các bạn ạ. Đó, tóm gọn lại, những hãng sản xuất smartphone Android không dám học theo Apple khoản giữ nguyên thiết kế cũng bởi vì yếu tố cạnh tranh và quan trọng nhất là yếu tố khách hàng mà thôi. Bạn nghĩ sao về yếu tố này? Thế này là ý kiến ở comment phía dưới nhé. Và liệu các bạn thích một cái kiểu sản phẩm nó thay đổi liên tục hàng năm như thế, hay các bạn thích một cái thiết kế nó mang tính chất đặc trưng, nó đẹp, nó ổn định và nó cứ bền bỉ sau một khoảng thời gian dài để chúng ta tập trung nhiều hơn vào những cái trải nghiệm phía bên trong? Các bạn thích kiểu nào hơn? Comment phía dưới nhé. Và đừng quên những sản phẩm smartphone chính hãng giá rất tốt tại 7S. Đường link mình sẽ để phía dưới, mình sẽ ghi comment để các bạn thể hiện rõ hơn. Còn bây giờ thì bye.